At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa nhận được. Thủ tướng, kết nối là động lực cho hợp tác ASEAN, Nhật. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao kết nối kinh tế thương mại để tăng động lực cho quan hệ ASEAN-Nhật Bản khi phát biểu tại hội nghị cấp cao ở Tokyo. Tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản tại Tokyo ngày 17 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ với Nhật Bản là một trong những mối quan hệ thành công nhất của ASEAN. Trước những cơn gió ngược với thách thức chưa từng có tiền tệ, Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản thành biểu tượng của đoàn kết phát triển ở khu vực. Trong đó, kết nối về kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm, động lực phát triển của mối quan hệ này. Ngoài ra, kết nối cơ sở hạ tầng, lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng, sức sống mới cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản. Các bên cần kết nối thực hiện mục tiêu về phát triển bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Thủ tướng đề nghị các bên cùng nhau xây dựng cấu trúc khu vực mở, bao trùm, dựa trên luật lệ, trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm. Nhật Bản có tiếng nói ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông và các nước thuộc tiểu vùng Mekong ứng phó hiệu quả thách thức an ninh phi truyền thống. Cơ chế hợp tác Mekong cũng cần sớm khởi động lại, trong đó ưu tiên thúc đẩy các chương trình hỗ trợ phát triển bền vững với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Cần cụ thể hóa quan hệ từ trái tim đến trái tim, trở thành quan hệ từ hành động đến hành động và từ cảm xúc đến hiệu quả với các chương trình, kế hoạch hợp tác thiết thực trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản, Thủ tướng nói. Các lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi sản xuất và cung ứng tại khu vực, tạo thuận lợi hơn cho hàng xuất khẩu. ASEAN và Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực nhiều tiềm năng như năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, đảm bảo an ninh biển, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Lãnh đạo các nước ASEAN hoan nghênh Nhật coi ASEAN là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại nói chung, cũng như trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương FOIP của Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng công bố khoản hỗ trợ 40 tỷ yên tương đương 281,4 triệu đô cho giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa giáo dục và 15 tỷ yên tương đương 105,5 triệu đô bổ sung cho các chương trình trao đổi cán bộ nghiên cứu quốc tế. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, xung đột gia tăng, các nước cho rằng cần tăng cường sự hợp tác giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển và đề cao văn hóa đối thoại, giải quyết hòa bình tranh chấp, trong đó có Biển Đông, trên cơ sở luật pháp quốc tế gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Hội nghị đã thông qua tuyên bố tầm nhìn về quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN-Nhật Bản cùng kế hoạch triển khai tuyên bố này. ASEAN-Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác từ năm 1973, hai bên đã xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9. Nhật là đối tác thương mại lớn thứ tư của ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 268,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Nước này cũng là nhà đầu tư FDI thứ hai tại khu vực Đông Nam Á đạt 26,7 tỷ đô năm ngoái. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Để luôn được cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.